Ô nhiễm không khí và khói thuốc lá gây nhiễm độc phổi, đờm, ho, khó thở và ung thư phổi. Boni Detox giúp bảo vệ và giải độc phổi, giảm đờm, ho, khó thở của viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính, u biếu phổi. Boni Detox, sản phẩm của Mỹ Mục Mật Lát và Thế Đi Nô. Yếu phơi bu, nhiệt nằm nền cắt đốt lấy xe, nhiệt nằm láo phê phê phố vỡ đỏ ho, mơn mát. Yếu phơi đá ra phê phá bụt và Thế Đi Nô. Yếu phơi ngô bá vỡ đỏ ho, mơn yếu phơi mây nhiệt, hà lúc nhỏ khá phì không có mình nô.